của Hải Phòng này vào cái mùa hè này là cái mùa nó nghỉ, nó gần như là không phát triển. Nếu mà cây nào mà tơ hoặc là tốt đất để chăm sóc cẩn thận, phun thuốc bảo vệ thực vật tốt thì là nó vẫn có thể lát đác có hoa nhưng bông cũng nhỏ và không thể nào đẹp được. Như là những cái mùa bắt đầu mùa chính của nó là từ cuối thu cho đến hết xuân, hè thì đầu hè nó vẫn còn nở được. Hiện tại Hồng Cổ Hải Phòng những cây tốt bây giờ vẫn có cây có hoa nhưng lát đác, bông nó chỉ to hơn thế này một chút thôi. Cái này của chị là một phần, nó là cây, nó là cây già nhiều tuổi, nó cỗi rồi, đất của mình lại đã cỏ mọc và nhiều, bên dưới này Hồng nó sẽ kém quang hợp và nó sẽ không phát triển được tốt. Riêng đất Hồng là bên dưới chân là không được trồng một cây gì kèm, cỏ lại càng không thể được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cây này của chị có phần bị nhiễm bệnh nhiễm khuẩn một chút, đâm mà lá nó đã chết khô và treo ở trên cây một ít. Đây cũng lá này là bị nhiễm khuẩn, cần phun thuốc để bảo vệ. Còn mùa này thì Hồng nó ít hoa lắm, nên là mình chỉ chủ yếu là giữ cây, cây. Nó sống được và xanh tốt, lát lát có bông nào thì chơi không đấy, còn đâu mình tập trung vào đến đầu thu bắt đầu chăm sóc phân bón tốt, cuối thu là bắt đầu nó sẽ ra hoa liên tục từ đấy cho đến hết xuân. Đấy là cái tính năng của cái thằng Hồng này, mà nói chung là các loại hồng nó đều như thế cả, chứ không phải chỉ riêng cái thằng Hồng Cổ Hải Phòng. Cái này thì bây giờ nó cho cái chủ tín này, em cứ hàng cỏ đất đi, sau đó rồi là sẽ phun thuốc bảo vệ thực vật cho nó để cho nó giảm cái nguồn bệnh cho nhiễm khuẩn đi đã. Sau đấy rồi mùa này thực ra nếu có bón phân tốt nó cũng không ăn được bao nhiêu đâu, chủ yếu là đủ nước. Sau đó rồi nếu mà lá nó kém quá thì mình ngày tưới một lần đủ ẩm như này là được. Cái căn bản là làm sạch bên dưới, là không để cỏ mọc để cho cây nó quang hợp dễ. Cái thứ hai rằng là mình phun thuốc thì xử lý bệnh tốt để cho cây nó khỏe. Thế thôi chứ đâu thì nó lác đác ra được một vài bông, chứ còn đâu thì phải chờ đến mùa kia thì nó mới mạnh được, thì nó mới đẹp được. Mấy cái giấy này của chị là nó thật với chị là nó bị lâu, cây này nó trồng lâu đời quá, một là lâu đời không trọng, hai là cây này khi mới chuyển trọng, nhưng mà cái cây nó cỗi quá lâu rồi. Qua giấy thì thực ra cũng không cần quá nhiều phân bón, nhưng cây này là mình để khô quá nhiều, ít thiếu nước, nó rụng hết lá. Và cái hai là cành lá này nếu mà ấy thì mà, ví dụ như nếu mà chị muốn thì em phải cắt sửa lại cho tán nó gọn gàng lại, nó thành đúng như những cái cây thế bình thường, kể cả cây này cũng thế, mình có thể cắt sửa lại để cho nó quy về cái dáng thế của nó đúng với vị trí ban đầu. Cái còn lại thì nói thật với chị rằng là yêu cầu là hoa giấy phải tưới thật đủ nước. Tưới thế này mùa mưa mà em nhìn thế này là đất hoàn toàn là không ổn nữa hoa giấy. Thực ra một ngày chỉ cần tưới một lần cũng được, nhưng mà cái lượng nước nó phải đủ. Với cái chậu hoa giấy này mình phải đi tưới lại 2-3 lần cho thật đẫm. Đúng rồi, thật đẫm. Nó không thể chết vì đẫm được, nó chỉ có ngâm trong nước nó mới thối úng thôi. Còn nếu mà chị tưới như này, chị tưới thoải mái, đất ướt thoải mái luôn thì cây tự nhiên là lá nó sẽ khỏe, chỉ cần đủ nước hoa giấy đã có hoa rồi, không cần phải nhiều phân bón. Thế còn lại cái thằng hạnh phúc này cũng thế thôi. Chị đưa ra ngoài này nó cũng vẫn ổn thôi, nhưng mà vẫn là thiếu nước chị ạ. Cây như này là thiếu nước, nó để trong nhiên này cộng với mình tưới chưa đủ. Và nó không có nước mưa vào. Thực ra nếu mà cây mà nó có nước mưa vào thì rất là tốt, vì nước mưa ngoài lực nước ra là nó có cũng có cái lượng đạm thiên nhiên. Nên là cây nó sẽ phát triển rất mạnh. Đúng rồi, nếu để được xuống dưới thì tốt hơn. Thế còn cái thằng hoa giấy này nếu mình có thể để xuống dưới được thằng hạnh phúc thì không cần thiết, thì hạnh phúc này để chỗ bán nắng là nó sẽ tốt hơn là để chỗ nắng trực tiếp. Đấy, mình chỉ cần có đủ nước là được. Hoa giấy thì càng nắng càng tốt, chỉ cần đủ nước là nắng nhiều, nhưng vâng. Chắc là tưới mình tưới chưa đủ chị ạ. Em trong mặt đất thế này là tưới chưa đủ, mặt đất cần cả hai cây này đều héo như này. Với cái thời tiết vừa mưa hôm qua thì đấy mà như thế này là rất là khô đấy. Cái tưới đẫm mà là tự nhiên nó xanh tốt đấy. Còn lại thì em sẽ cắt sửa cho chị hoa giấy thì rất là đơn giản, thì cắt sửa theo cái dáng thế thôi, nó vào thế mà dáng nó đẹp. Nó đáng là... La lý này của chị là ở chỗ này chắc là bị nắng quá rồi, mùa này cái la lý này nó kém phát triển, chắc là còn lại được một vài bầu sống được thôi. Chỗ này hơi nắng, la lý thì mé trong thì nó sẽ dễ chịu hơn, nhưng cái la lý ngoại nhập này thì cái sức sống của nó không khỏe. Nên là nó thật chị chơi trong vòng 3 đến 6 tháng có thể, nếu là một lần là nó rất dễ bị suy kiệt, nên mình phải thay. Thế còn nếu mà mình trồng la lý ta thì lá nó to hơn, bông nó có thể kém hơn một chút, nhưng mà nó cũng khỏe. Còn trồng ở đây cái la lý này thì thỉnh thoảng mình lại rất là lên tay, vì thứ nhất là ánh sáng nó quá nhiều, thứ hai là cái dòng này là cái dòng người ta nhập từ nước ngoài về. Đâm là về đây môi trường với khí hậu của mình nhiều lúc nó không thích hợp, là mùa đông không vấn đề gì chị ạ, chưa thoải mái, nhưng mùa này thì nhiều lúc là nó sẽ như thế này. Lúc nào nó ấy thì mình thay lan. Vâng. Đấy, nếu chị thay một là thay lan ý ta, hai là chị có thể dùng những cái dòng như ví dụ như là ngâu hay nguyệt quế ở những cái chính như này quế, thì đấy thơm. Thì nó thơm, mà cái hai là lắng đủ là ở đây nó khỏe. Em đã trồng cho một vài nhà ở bên nhà chị Giang bên 1909 đấy, là chị trồng nguyệt quế em đã xén cho chị, bây giờ lở hoa mấy đợt rất là đẹp. Mà thơm, cái hai là khỏe cây. Còn cái dòng này thì chỉ chơi trong hiên trong nhà, hoặc cái dậu ở trong nhà mà nó ít ánh sáng để cho nó. Quế thì có loại cây nó nhỏ nhỏ. Chị ơi có chứ, nó lùm lùm, nó chỉ trồng lên xong rồi mình cắt đi, nó chỉ cao tầm thế này thôi. Đấy, hoa nó trắng trắng. Đấy, hoa nó trắng trắng, nó ra hoa vào tuần. Và cái thứ hai là cái lượng hoa của nó khi lở rất là thơm. Đấy. Mé trong thì nó kém hoa, nhưng mé ngoài này là, nhưng mé bên kia thì không, chỉ là cái hoa giấy nó chèn rồi thì
thôi. Đấy, bên đây là thoải mái. Vâng. Đấy. Đấy, kia chị đã trồng sẵn cây mới trồng mấy cây leo ở đây. Vâng, đấy cây leo rồi, cây leo gì đấy thì chị đã trồng ở đấy rồi.